Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên đề về doanh nghiệp ở bài 50, 51 và 52. Thì để ôn lại kiến thức cũ, chúng ta sẽ nối cục A với cục B sao cho phù hợp. Ở cục A chúng ta sẽ có các chữ kiện sau, tương ứng với cục B là từ A cho đến F. Thì hoạt động sản xuất hàng hóa ở cục A sẽ tương ứng với những hoạt động nào của cục B đây? Sản xuất hàng hóa thì nó sẽ bao gồm là sản xuất giấy hoặc là chăn nuôi bò. Đây được xem là hoạt động sản xuất. Hoạt động mua bán hàng thì bao gồm là bán vật tư nông nghiệp nè, hoặc là bán hàng hóa tiêu dùng nè. Còn dịch vụ thì bao gồm dịch vụ sửa chữa xe máy hoặc là uống tóc, trang điểm cô dâu. Đó là kiến thức cũ. Tiếp tục các em vào nội dung của bài 51 là lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Ở bài 51 này có những ý chính sau. Thứ nhất là xác định lĩnh vực kinh doanh. Thì có căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh, rồi xác định sao cho phù hợp, sau đó đi đến lựa chọn. Trước lựa chọn thì phải phân tích, rồi cuối cùng quyết định lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Đây là các mục ý chính của bài học. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu ở từng phần sau. Phần 1 là mã xác định lĩnh vực kinh doanh. Thì đây là một số hình ảnh về các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ở hình đầu tiên đó là sản xuất lúa. Hình kế tiếp là sản xuất giày dép. Đây đều được xem là hoạt động kinh doanh hết. Như vậy, nhắc lại kiến thức cũ thì kinh doanh có mấy lĩnh vực? Mỗi lĩnh vực thì gồm có những hoạt động kinh doanh nào? Đối với bài cũ các em đã học thì kinh doanh có tổng cộng là 3 lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là sản xuất. Thì cụ thể trong sản xuất bao gồm sản xuất công nghiệp nè, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Lĩnh vực thứ hai là thương mại, thì bao gồm có thể là mua bán trực tiếp hay là đại lý bán hàng. Lĩnh vực thứ ba là dịch vụ, thì bao gồm là sửa chữa nè, bưu chính viễn thông hoặc là văn hóa du lịch. Thì phần này các em đánh dấu vào, ghi vào. Thì ba lĩnh vực tương ứng sản xuất, thương mại, dịch vụ. Thì mỗi lĩnh vực thì tương ứng với các hoạt động cụ thể. Rồi các em hãy cho biết các hoạt động dưới đây có phải là kinh doanh hay không và nó sẽ thuộc lĩnh vực nào. Thì có 3 ví dụ cụ thể. Ví dụ thứ nhất, chị A trồng rau thủy canh để đem lại thu nhập cho gia đình. Ví dụ thứ hai là chị B mở cửa hàng đại lý sữa. Ví dụ thứ ba là anh C mở tiệm tìm sửa xe. Như vậy các hoạt động này có phải được xem là hoạt động kinh doanh hay không? Đáp án chắc chắn là hoạt động kinh doanh. Như vậy nhiệm vụ các em là xác định nó thuộc lĩnh vực nào. Trồng rau thủy canh thì đây là thuộc lĩnh vực sản xuất. Mở cửa hàng đại lý sữa, đây là thuộc lĩnh vực thương mại. Mở tiệm sửa xe, đây là thuộc lĩnh vực dịch vụ. Đây là một số hình ảnh về các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chúng ta cùng ôn lại. Sản xuất, đây cũng sản xuất, xăng dầu là thương mại, dịch vụ là có thể dịch vụ du lịch nè, hay là bên bưu chính viễn thông. Rồi một căn cứ để xác định lĩnh vực kinh doanh. Như vậy, kinh doanh thì gồm 3 lĩnh vực chính, mỗi lĩnh vực thì lại có các hoạt động riêng. Rồi làm thế nào để chọn được lĩnh vực kinh doanh cho riêng mình? Thì trước tiên phải căn cứ vào những điều kiện sau. Thứ nhất là các em phải căn cứ được vào thị trường coi có nó có nhu cầu hay không. Cái thứ hai là phải đảm bảo được việc thực hiện được mục tiêu của doanh nghiệp. Cái thứ ba là huy động có hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp. Thì đối với thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp thì chắc chắn doanh nghiệp nào cũng có mục tiêu là thu lợi nhuận hết. Thứ ba, huy động hiệu quả mọi nguồn lực. Thì nguồn lực là gì? Là những yếu tố mang tính tích cực, góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của doanh nghiệp. Nguồn lực ở đây các em có thể hiểu là gì? Là có thể là nguồn nhân lực nè, có trình độ nè, có thể là nguồn vốn, có thể là máy móc trang thiết bị,
hoặc là nguồn lực phía bên xã hội, bao gồm những chính sách pháp luật của nhà nước, những điều kiện thuận lợi từ phía nhà nước để mình kinh doanh. Căn cứ thứ tư là hạn chế thấp nhất những rủi ro đến với doanh nghiệp, tuy nhiên phải dự phòng được những rủi ro. Thì bốn cái căn cứ này các em ghi vào. Chúng ta sẽ có xem một số tình huống cụ thể. Ví dụ ở địa phương em có diện tích đất nông nghiệp nhiều, đất tốt, khí hậu thuận lợi, thì em sẽ hoạt động kinh doanh nào và vì sao đây? Như vậy mình sẽ chọn được lĩnh vực kinh doanh nào. Nếu có đất tốt, khí hậu thuận lợi thì chắc chắn một số gợi ý các em có thể tiến hành trồng trọt và trồng những loại cây nào cụ thể. Có thể là cây ăn trái hay là lúa hay là nông sản gì đó chẳng hạn, tùy thuộc vào đất đó phù hợp như thế nào nữa. Ở tình huống số 2, ở địa phương em có phụ phế phẩm nông nghiệp như là bã sắn, rau cỏ rất nhiều, thì em sẽ xác định cho gia đình mình là sẽ chọn lĩnh vực kinh doanh nào đây. Thì bã sắn, rau cỏ này là những phụ phế phẩm, thì em sẽ lựa chọn là lĩnh vực gợi ý cụ thể như là chăn nuôi chẳng hạn, để tận dụng được những cái phụ phế phẩm đó. Hoặc không thì tiến hành sản xuất thức ăn dành cho gia súc, gia cầm chẳng hạn. Ở tình huống số 3, nếu gia đình em ở trong thành phố, gần nhà em có khu du lịch, nếu có vốn diện tích nhà rộng thì em sẽ mở hoạt động kinh doanh gì cho phù hợp. Đó, thì một số gợi ý, nếu mà gần khu du lịch thì chúng ta có thể mở gì, nhà hàng hay khách sạn gì đó chẳng hạn, tùy thuộc vào tình hình cụ thể. Cái này các em sẽ phân tích sâu thêm. Tình huống số 4, nếu gia đình em gần một trường đại học, nếu có vốn, có lao động, cơ sở vật chất, diện tích đất rộng, thì em sẽ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh nào. Có thể là gì, mở tiệm photo nè, mở cửa hàng sách nè, hay là mở cửa hàng bán những dụng cụ học tập cho sinh viên nè, hoặc thậm chí là mở cả tiệm net gì đó chẳng hạn. Đó là một số gợi ý về lĩnh vực kinh doanh. Rồi sau khi đã xác định được lĩnh vực mình chọn rồi, thì tiến hành phân tích coi nó có phù hợp hay không. Thì thế nào là một lĩnh vực kinh doanh phù hợp? Lĩnh vực kinh doanh được xem là phù hợp nếu nó thực hiện được mục đích kinh doanh, tức là có thu được lợi nhuận, hay là vì một cái mục đích phát triển nào đó của cá nhân, của doanh nghiệp. Thứ hai là nó phải được pháp luật cho phép, lưu ý pháp luật phải cho phép, và phải không ngừng nâng cao được hiệu quả kinh doanh. Đó là ba tiêu chí quan trọng để xem đó là lĩnh vực kinh doanh phù hợp hay không. Phần này các em ghi cái khái niệm này vào. Tiếp tục sang phần 2 là mã lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Để sau khi đã chọn được lĩnh vực rồi, phù hợp rồi, tiến hành quyết định đi đến lựa chọn lĩnh vực kinh doanh, thì muốn lựa chọn kỹ hơn thì phải phân tích nữa. Thì phân tích những yếu tố nào? Thứ nhất, phân tích môi trường kinh doanh. Môi trường kinh doanh, các em có thể phân tích nhu cầu của thị trường và tìm cách để thỏa mãn được những nhu cầu đó, và thậm chí phân tích cả luật kinh doanh. Ví dụ như đóng thuế, đăng ký giấy phép kinh doanh nào như thế nào phù hợp, tùy thuộc vào những cái địa phương hay là ở những đất nước cụ thể. Mục đích của phân tích môi trường kinh doanh là nhằm giúp cho doanh nghiệp xây dựng được chiến lược kinh doanh phù hợp. Phân tích thứ hai là phân tích đội ngũ lao động. Thì có thể tìm hiểu thêm đội ngũ lao động này về trình độ nè, về lứa tuổi nè, về kinh nghiệm gì đó chẳng hạn, để làm gì, để tuyển được những lao động giỏi, vững vàng. Và chất lượng của lao động nó sẽ quyết định đến chất lượng hàng hóa và thậm chí là tạo nên những uy tín của doanh nghiệp. Yếu tố con người đóng vai trò vô cùng quan trọng. Kế tiếp là phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường. Thì khả năng đáp ứng, nếu như là thiếu mặt hàng đó, mình muốn kinh doanh là thiếu đi, thì mình sẽ
phải đẩy mạnh sản xuất. Nếu như thừa thì phải điều chỉnh sản xuất sao cho phù hợp và tìm được thị trường mới để tiêu thụ nó. Đó là phân tích khả năng đáp ứng của nhu cầu thị trường. Kế tiếp là yếu tố kỹ thuật công nghệ. Phân tích coi công nghệ đó thô sơ lạc hậu hay tiên tiến hiện đại. Thì nếu mà nền công nghệ tiên tiến hiện đại thì sẽ góp phần nâng cao được chất lượng của hàng hóa sản phẩm, là làm tăng tốc độ sản xuất. Nó sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn đến mục tiêu của doanh nghiệp. Kế tiếp, phân tích tài chính. Thì có vốn. Vốn có thể vốn cố định hoặc vốn lưu động, hay là thời gian hoàn vốn trong bao lâu. Nếu mình có một số vốn cụ thể mà không đủ tiến hành vay ngân hàng thì phải phân tích xem thời gian để mình hoàn lại số vốn đó là bao lâu. Và khi gặp khó khăn thì mình có thể huy động vốn từ đâu. Kế tiếp, phân tích lợi nhuận. Và cuối cùng là rủi ro. Đó là những yếu tố tài chính cần phải cân nhắc. Sau khi phân tích thì đi đến quyết định lựa chọn. Như vậy, kết luận là khi lựa chọn lĩnh vực kinh doanh, phải quan sát, phân tích thị trường, phát hiện ra kẽ hở, từ đó tìm ra một số cơ hội, đánh giá cơ hội đã phát hiện và cuối cùng quyết định lựa chọn. Thường những mình kinh doanh những cái mới, những cái khác mà thị trường chưa có, hay là mình có những ưu điểm vượt trội hơn thì doanh nghiệp đó sẽ thành công. Kết thúc bài sẽ là phần củng cố. Đối với trò chơi ô chữ vượt chướng ngại vật, ô thứ nhất, buôn ma túy có phải là lĩnh vực kinh doanh phù hợp hay không? Thì đáp án là không. Ô chữ thứ hai, khi kinh doanh gặp thuận lợi sẽ thúc đẩy cái gì phát triển? Đáp án là kinh tế. Ví dụ mùa này dịch bệnh thì kinh tế ảnh hưởng nặng nề, gọi là suy thoái kinh tế. Kế tiếp, chăn nuôi thuộc lĩnh vực kinh doanh nào? Đó là sản xuất. Ô số 4, cho thuê truyện có phải là lĩnh vực kinh doanh phù hợp hay không? Truyện, truyện tranh, truyện sửa lại nha, truyện có phải là lĩnh vực kinh doanh phù hợp hay không? Thì đây gọi là phù hợp. Ô số 5, sửa chữa điện thoại di động thuộc lĩnh vực kinh doanh nào? Thì đó là dịch vụ. Ô số 6, lĩnh vực kinh doanh phải hạn chế thấp nhất được gì? Đó là những rủi ro. Ô số 7, để xác định lĩnh vực kinh doanh phù hợp hay không phải có mấy căn cứ? Là 3 căn cứ. Ô số 8, trong kinh doanh gọi vốn lao động được gọi chung đó là nguồn lực. Và cuối cùng, căn cứ quan trọng nhất để xác định lĩnh vực kinh doanh đó chính là thị trường. Như vậy, đáp án của ô chữ hôm nay đó chính là kinh doanh. Xem chiếc bài mới trả lời được những câu hỏi ở cuối bài, và nhất là câu hỏi ở bài 52 thực hành là mang tính củng cố đối với các bài mình đã học ở bài 50 và bài 51. Để kết thúc bài học của các em ghi bài vào.